xin chào xin chào tất cả mọi người hello xin chào xin chào mọi người chúng ta tranh thủ một chút ít thời gian mọi người ơi để cùng cập nhật những thông tin dự báo thời tiết mới nhất lâu lắm rồi mới gặp lại mọi người mọi người có khỏe không ạ xin chào đỗ hữu thức thanh hóa ngày mai thời tiết như thế nào biên tập viên thanh tùng đẹp trai cảm ơn bạn rất nhiều ạ khán giả đỗ thanh đức thân mến ngày mai thì um, miền bắc cũng như thanh hóa thì uh, theo dự báo là Uh, thời tiết nói chung là có những lúc thì trời mưa nhưng mà cũng có những lúc trời tạnh giáo thậm chí vẫn có những lúc hứng nắng và nhiệt độ ngày mai thì uh, sẽ hơi oi nóng một chút vào giữa trưa và đầu giờ chiều ạ mặc dù là thanh hóa thì lại chưa phải là nằm trong cái vùng nắng nóng ngày mai của miền trung nhưng mà ngày mai mức nhiệt độ khoảng là 33 độ vào và giữa trưa là lúc nóng nhất thì cũng phải có cái mức nhiệt khoảng như vậy Uh, thế còn cái khu vực mà nóng nhất của cả nước ngày mai ở miền Trung Nó là từ Nghệ An trở vào đến uh, Bình Định uh, Và ở đây sẽ, uh, xin lỗi, từ Nghệ An trở vào đến Quảng Bình Và um, ở đây thì sẽ có những cái điểm nhiệt là 35-36 độ Và có những nơi nóng nóng gai gắt là trên 37 độ và độ ẩm trong không khí cũng rất là thấp chỉ từ 55 cho đến 65 phần trăm thôi thế nên là thời tiết là vừa khô vừa nóng thì mọi người ở khu vực miền Trung và ngày mai hãy lưu ý một chút nhé là chúng ta hạn chế di chuyển ở ngoài đường trong cái khoảng thời gian là giữa trưa và đầu giờ chiều và nếu mà chúng ta phải thường xuyên di chuyển hoặc là làm việc ở ngoài trời nhiều các bạn chú ý là cứ sau khoảng 45 phút cho đến một tiếng thì chúng ta nên nghỉ ngơi ở trong cái những cái chỗ bóng mát ấy, thì thì sẽ hạn chế được cái hiện tượng bị say nắng say nóng mọi người nhé Hà Tĩnh ngày mai sẽ là rất là nắng nóng oi nóng khó chịu đấy ạ, khán giả Dương Kỳ thân mến ạ. Hà Tĩnh thì là một trong những nơi ngày mai sẽ phải có mức nhiệt khoảng 35 36 độ. Thậm chí là có những nơi vùng núi thì còn cao hơn. Và thời tiết cũng rất là khô, độ ẩm chỉ khoảng là 55 cho đến 65%, -65 thôi ạ. Cảm ơn khán giả Đức Joy. Cảm ơn bạn rất nhiều. Xin chào khán giả Phạm Thị Dung. Quảng Ninh Hải Phòng đêm nay và ngày mai như thế nào ạ? Ok một nơi của miền Bắc. Hải Phòng ngày mai có lúc có mưa rào và rông, ngày uh, nhiệt độ là từ 25 cho đến 32 độ. Như vậy là vào buổi trưa thì sẽ hơi oi nóng một chút ạ, à. buổi tối thì thời tiết lại rất là mát mẻ. Bắc Ninh thời tiết như thế nào? Bắc Ninh. Bắc Ninh ngày mai trạng thái thời tiết sẽ nhiều trạng thái thời tiết ạ, có thể có lúc có hạt mưa, có những lúc thì trời nhiều mây và cũng lại có những lúc có thể hứng nắng. Nói chung là thời tiết cũng hơi oi oi một chút, nó cũng tương tự như là ngày hôm nay. Và à, các bạn thân mến mưa thì nó vẫn diễn ra ở miền Bắc trên diện rộng nhưng mà mưa nhiều nhất ấy, thì là chủ yếu là diễn ra vào đêm và sáng sớm. Thế nên là trong cái đợt này ấy, chúng tôi đưa ra những cái cảnh báo thời tiết nguy hiểm đặc biệt đối với những quý vị khán giả mà ở khu vực vùng núi là có những cái cảnh báo nó mang tính cấp thiết hơn bởi vì là ở đây thì cái địa hình nó rất là uh, kiểu như là nó nó có những cái, cái cái núi đồi rồi là cái độ dốc lớn ấy thì thì uh, các cái hiện tượng như là lũ quét và sạt lở đất là có thể xảy ra và cái mức độ nguy hiểm của những hiện tượng này nó cao hơn so với những cái khu vực khác như ở đồng bằng uh, và hơn nữa thì những cái hiện tượng thời tiết nguy hiểm này lại thường diễn ra vào lúc uh, giữa đêm cho đến sáng sớm là những cái lúc mà mọi người đi ngủ và chúng ta cũng thường là cũng cũng ít cảnh giác nhất đấy nó nguy hiểm ở cái chỗ là như vậy thế nên là mọi người chú ý là trong những ngày này thì chúng ta cũng sẽ phải uh, nếu có thể thì chúng ta sẽ lựa chọn ở những nơi cao giáo để có thể là ngủ và đặc biệt là nếu như chúng ta phát hiện ra những cái hiện tượng bất thường như là những vết nứt hay vết lún ở sàn nhà, tường nhà rồi là ở các vách núi hay như nào đó thì đấy chính là những cái dấu hiệu cho thấy là hiện tượng lũ quét và sạt lở đất là có thể xuất hiện. Thì ngay lập tức là chúng ta cũng phải thoát ra khỏi khu vực, khu vực nguy hiểm ngay. Các bạn nhé. Xin chào khán giả của Nguyễn Gia Bách cao bằng mưa nhiều đến khi nào nói chung là mưa thì vẫn diễn ra cứ giải rác trong tuần này vẫn sẽ diễn ra tất nhiên không phải là mưa cả ngày ban ngày vẫn sẽ có những khoảng tạnh giáo mọi người ạ à. mưa sẽ diễn ra nhiều hơn trong khoảng tối và đêm và sáng sớm xin chào khán giả nguyễn văn phú thiện xin chào khán giả đoàn khoa bà ngoại bông có hỏi là hà nội ngày mai thời tiết như thế nào em ơi vâng ạ xin chào khán giả bà ngoại bông ạ ở hà nội thì ngày mai thời tiết sẽ chủ đạo sẽ là uh, nói chung là cũng không phải là mát mẻ nó hơi nhiều uh, gọi là hơi oi nóng một chút đấy ạ thời tiết nó không 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 thực sự dễ chịu buổi trưa là cũng khá là oi nóng tuy nhiên là ban ngày vẫn có những khoảng tạnh giáo nhưng mà tối và đêm thì mưa sẽ xuất hiện khá là nhiều đợt này là mưa trên diện rộng ở miền bắc mọi người nhé và lượng mưa phổ biến là từ 40 cho đến 70 mm và có những nơi có thể là trên 100 mm tức là có mưa vừa mưa to và mưa rất to diễn ra trên phạm vi là diện rộng ở cả miền bắc và thanh hóa hà nội đang mưa đúng rồi bạn meo meo ơi hà nội mưa mà Hà Nội hôm nay nhiều người bảo là chưa mưa nhưng mà thật ra là đấy là khu vực trung tâm thôi. Chứ còn ở một số huyện ngoại thành như là ở Phúc Thọ này hay là à, à quên ở ứng hòa Đấy, ở hay ở ứng hòa đấy. Với một số huyện ở ngoại thành á, thì là chiều nay cũng đã có mưa rồi. Phú Xuyên, Phú Xuyên hay là ứng hòa là cũng đã có mưa rồi. Và trung tâm thành phố thì theo dự báo là tối đêm nay cũng sẽ có mưa thôi. Cảm ơn các bạn đã cung cấp thông tin nhé Một số bạn bảo là Hà Nội đang mưa rồi Cảm ơn ạ Bắc Cạn thế nào Ok tìm xem Bắc Cạn nha Bắc Cạn chiều tối và đêm sẽ có mưa rào và rông Ban ngày thì vẫn sẽ có những khoảng tạnh giáo đó Như các bạn thân mến là cái, cái cái xu hướng thời tiết là mưa thì đợt này nó xuất hiện miền Bắc thì chủ yếu là xuất hiện về đêm nhiều hơn, tối và đêm nhiều hơn. Bắc Cạn ngày mai sẽ có mức nhiệt là 25 cho đến 32 độ. Như vậy là vào buổi trưa hơi nóng một tí, hơi oi oi nóng nóng một tí, 32 độ và buổi tối và đêm thì thời tiết khá mát mẻ, nhiệt độ giảm xuống chỉ còn khoảng 25 độ thôi. Như vậy bây giờ nhân chúng ta sẽ tổng kết nhanh một chút về tình hình thời tiết ngày mai xem có gì đáng chú ý ở ba miền mọi người nhé. Thứ nhất là đối với miền Bắc của chúng ta thì đang trong một cái đợt mưa trên diện rộng này, nhưng mà mưa thì chủ yếu là diễn ra về đêm và sáng sớm nhiều hơn. Trong cái đợt mưa này thì chúng tôi đặc biệt đưa ra những cái cảnh báo thời tiết nguy hiểm như là lũ quét và sạt lở đất. Đối với những cái khu vực ở vùng núi nên là bà con hãy hết sức là để ý nha chúng ta hãy cố gắng là quan sát và lắng nghe các cái hiện tượng xung quanh mình để um, nếu như có cái điều gì đó nó bất thường thì chúng ta cũng có thể là kịp thời nhận biết và chạy thoát khỏi cái khu vực nguy hiểm à, với khán giả ở khu vực miền trung ngày mai thì uh, um, sẽ có hai cái khu vực khác nhau ở phần nửa phía bắc hơn nửa phía bắc của miền trung đó là từ nghệ an Uh, cho đến uh, từ nghệ an cho đến bình định thì sẽ uh, sẽ 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 có nắng nóng trên uh, một cái diện rất là rộng và nhiệt độ 35, 36 thậm chí là 37 độ và hơn 37 độ và độ ẩm trong không khí khá là thấp. Thế còn cái phần sâu xuống phía nam miền trung thì thời tiết đỡ hơn ví dụ như là nha trang nha trang nha trang hay phan thiết thì hoàn toàn là không nằm trong cái vùng nóng thế nên là ngày mai thời tiết cũng rất là vừa phải thôi nói chung là cao nhất ở nha trang hay phan thiết thì nó chỉ khoảng 32 33 độ thôi chứ nó cũng không bị đến tới mức nắng nóng là 35 độ nên là mọi người mà đi du lịch hay đi đâu đó ở đến nam miền trung ví dụ như là phan thiết ví dụ như là nha trang thì thời tiết nói chung là cũng ổn cũng cũng không bị quá nóng á thế còn đa phần ngày mai ở những tỉnh thành ở phần phía bắc là sẽ sẽ nóng sẽ nóng đó nên là mọi người chú ý là nếu như chúng ta phải làm việc hay di chuyển ở ngoài đường thì uh, các bạn đừng có làm việc liên tục liên tục liên tục ngoài trời nắng lâu nhé uh, sẽ rất là nguy hiểm bởi vì là nếu mà chúng ta ở lâu như vậy thì hiện tượng say nắng say nóng có thể xuất hiện tốt nhất là các bạn cứ làm việc hoặc là di chuyển khoảng 45 phút cho đến một tiếng chẳng hạn thì chúng ta nên tìm những cái nơi mát mẻ thoáng mát để chúng ta nghỉ ngơi 10 đến 15 phút rồi sau đó mới lại tiếp tục thì cái cách đó cũng làm cho mọi người cảm thấy là À, đỡ mệt hơn và chúng ta cũng tránh được cái say nắng say nóng. Ngoài ra thì chúng ta cũng cần phải chuẩn bị những cái vật dụng che nắng thật là kỹ càng. Ví dụ như là các bạn mặc những áo mà nó làm sao được kín được toàn cơ thể. Thường là thanh tùng thấy là mọi người có kinh nghiệm là mặc những cái chiếc áo khoác à, rộng, nhẹ rộng và nó hơi dày dày một tí thì sẽ sẽ cảm giác như là à, sẽ sẽ đỡ nóng hơn đấy. Mặc dù là chúng ta tưởng tượng là giữa trời nắng mà lại đi mặc áo những cái chiếc áo khoác dày đúng không? thì cảm giác như là sẽ rất là nóng bức nhưng mà thật ra với cái chất liệu mà dày dày như vậy thì uh, dù sao nó cũng sẽ ngăn cái ánh nắng trực tiếp chiếu vào da của chúng ta thì cái, nó cũng sẽ đỡ nóng hơn mặc dù là có toát mồ hôi nhưng mà sẽ đỡ nóng hơn. Sẽ đỡ nóng hơn là chúng ta mặc những cái chất liệu mà mỏng ấy, là ánh nắng nó xuyên trực tiếp vào da của chúng ta là cảm giác nóng rát luôn mọi người ạ, cháy nắng, cháy nóng luôn. Cháy nắng luôn và chúng ta sẽ có thể là bị uh, say nắng, say nóng. thì đấy là khu vực miền Trung Còn với khu vực Nam Bộ thì uh, ngày mai nhiệt độ cũng khá là cao đấy Đặc biệt là miền Đông Nam Bộ trong đó có thành phố Hồ Chí Minh Nói chung ngày mai miền Đông Nam Bộ thì nhiều điểm nắng nóng mọi người nhé 35 độ cũng không, không ít đâu, nhiều điểm đấy Ngay cả miền Tây nhiệt độ cũng khá cao, 32-33 độ rất là nhiều Nói chung là thời tiết khá là nắng nóng Tất nhiên nó không tới mức như là ở miền Trung nhưng mà cũng là một ngày mà thời tiết phải nói là không hề dễ chịu một chút nào cả nên là mọi người chú ý là chúng ta hãy bổ sung thật là nhiều nước cho cơ thể nhé. Người lớn của chúng ta thì theo khuyến cáo là một ngày chúng ta nên uống khoảng 2 lít nước và uh, hãy ăn thật là nhiều rau xanh, hoa quả tươi. Đó, để để uh, bổ sung nước cho cơ thể này cũng như là các loại vitamin và khoáng chất nó đầy đủ hơn, giúp cho chúng ta có sức đề kháng tốt hơn trong cái thời tiết rất là khắc nghiệt như thế này. Cảm ơn mọi người rất là nhiều đã cùng với Thanh Tùng trò chuyện một chút về tình hình thời tiết ngày mai và đã sắp đến cái thời điểm chúng ta đến với cái bản tin dự báo thời tiết sau chương trình thời sự rồi. Khoảng 20 phút nữa thôi trên kênh VTV1, mọi người hãy bật kênh VTV1 nhé. Và chúng ta sẽ cập nhật những cái thông tin thời tiết mới nhất cho ngày mai. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Xin chào và chúc mọi người một buổi tối nhiều niềm vui và may mắn nha. Xin chào cả nhà. Xin chào ạ.